À, kính thưa quý vị à, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì à, quý vị có biết không có những cái câu chuyện à, có những cái kinh nghiệm của những người đi trước người ta chỉ cho mình thì mà khi mình nghe đó mà mình chịu khó mình học hỏi hoặc mình áp dụng đó thì thưa quý vị nó rất là tốt đó, thưa quý vị cho cái cuộc sống cũng như cho cái sự nghiệp của chúng ta à, thưa quý vị à, sau đây là có những cái câu chuyện mà thưa quý vị tôi nghe À, rất là nhiều lần nhưng mỗi lần tôi nghe đó thì tôi lại thấy có một cái gì đó nó rất là hay càng nghe càng thấm nó, thưa quý vị và thú vị những câu chuyện sau đây là không phải câu chuyện của tôi mà cái video này tôi làm mang tính chất chia sẻ thôi à, những cái gì mà chúng tôi học hỏi được hàng ngày thì tôi chia sẻ cho tất cả các bạn chứ không mang tính chất dài đời hay là không mang tính chất mà khoe khoang vâng thưa quý vị nếu quý vị thấy rằng à những cái điều này quý vị có thể áp dụng được trong cuộc sống hàng ngày thì quý vị hãy nên làm vì tôi thấy rằng tôi cũng nên chia sẻ đến quý vị vì nó rất là tốt đó thưa quý vị à, một cái câu chuyện mà tôi nghe và tôi được học và tôi vẫn thường xuyên áp dụng tôi nói thường xuyên là vì nó khó thưa quý vị không đơn giản đâu À, vậy mình phải nhớ và mình thường xuyên nhiều khi mình quên à, do đó mình phải nghe đi nghe lại nhiều lần nữa thưa quý vị à, quý vị biết cha ông chúng ta thường nói rằng là vì sao nước tất cả các dòng sông dòng suối đều đổ về biển cả à, thưa quý vị và người ta giải thích rằng vì biển cả tuy rộng lớn mênh mông nhưng nó chiều nằm ở dưới thấp à, cái câu cái câu chuyện nó nó nghe không là chúng ta thấy nó quá hay phải không ạ à vâng thì thưa vị vì biển cả nó rồng lớn vĩ đại mênh mông nhưng mà vì nó chiều nằm dưới thấp cho đó nước tất cả các dòng sông dòng suối đều đổ về cho 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 biển cả nhưng mà nếu như biển cả mà từ cao từ đài vỗ ngực ta đây là vĩ đại ta đây là rồng lớn ta đây là mênh mông ta đâu có cần gì những dòng sông nhỏ bé của các ngươi nằm lên trên cao thì nước nó chảy về lại đó thưa quý vị nó không có về biển cả đâu thì ở đây cái bài học của chúng ta nói rằng là khi chúng ta sống đó thưa quý vị chúng ta nên khiêm nhường à, vâng thưa quý vị cái khiêm nhường à, từ tốn khiêm nhường thì chúng ta à, sẽ được cái sự yêu thương của mọi người vâng đó là cái câu chuyện mà tôi thấy nó rất là hay tuy nhiên cái việc áp dụng này thì nó cũng khó khăn chứ nó không phải không vì thưa quý vị khi mà những dòng sông dòng suối nó đổ về biển cả đó thì nó mang theo những cái rác rưởi à, những cái dơ bẩn của dòng sông đổ về chứ không phải là những giọt nước ban mai trong lần từ từ những cái dòng suối đầu ngành à, vâng thú vị do đó biển có đủ rồng lớn mênh mông có đủ vì tha có đủ khoan dung để mà che chở tất cả những cái rác rưới nó đổ về hay không Thưa vị, đó là cái điều tôi nói khó. Khó là vì như vậy, thưa vị, con người chúng ta ai cũng có hỷ nộ ái ố, à, thưa quý vị, tham sân si. Do đó khi mà một cái vấn đề mà đưa tới cho chúng ta đột ngột quá, chúng ta nếu mà chúng ta không có đủ mạnh á, mà không nhớ đến những cái điều mà tiền bố dạy, đôi khi chúng ta quên à, và chúng ta phản ứng ngay tức khắc. Do đó, khi đó cũng phải thực hành thường xuyên đó thưa quý vị. Và thứ hai, cái điều này, nó cũng đã có một cái gì đó nó nằm trong cái bản tính của con người vì có những con người đôi khi quý vị tập mà không có được. À vâng, nhưng tôi hy vọng rằng nếu chúng ta cứ cố gắng tập, cố gắng tập, cố gắng tập thì nó sẽ thành công đó thưa quý vị. Vì thưa quý vị, chúng ta hàng ngày chúng ta có quá nhiều cái đồng loạn phải không ạ? Tiếp xúc với công việc, tiếp xúc với người làm chung, tiếp xúc với khách hàng, tiếp xúc với con cái, tiếp xúc với vợ chồng. Mới thú vị, nó có những cái điều bất như ý phải không? À, vâng, nhưng mà chúng ta phải làm sao chúng ta tập, mà thú vị tập, 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 tập như thế nào đó để mà chúng ta để trở thành một cái 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 biển cả luôn luôn nằm dưới thấp, chiều nằm dưới thấp và thì, thì tất cả mọi người sẽ đổ về chúng ta và tha và có thể là khi mà chúng ta làm một cái lỗi lầm nào đó người ta cũng có thể tha thứ cho mình được thưa quý vị đó là cái tính khiêm nhường của một con người à, thưa là đó là cái câu chuyện thứ nhất à, thưa vị câu chuyện thứ hai à, quý vị biết rằng là có một cái đứa bé vâng à, thì ở mỹ nè thì nó mới, mới 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 giả khờ thưa quý vị nó giả khờ thì uh, có một uh, một bữa nó nói đứa bạn của nó nó nói mày tao tao ta không biết cái sự khác biệt giữa cái uh, 5 sen với 10 sen quý vị biết á cái 10 sen á nó giá trị hơn nhưng mà nó nhỏ còn 5 sen á nó là nhỏ nó giá trị nhỏ nhưng mà nó là to hơn nó to gấp đôi cái 10 sen và các bạn à? 5 sen và 10 sen vâng thì uh, thưa quý vị uh, nó nói rằng mày đố tao đi tao không biết gì hết á thì cái cái đứa học sinh kia mới đem ra 5 sen với 10 sen nói bây giờ mày lấy cái nào thì cái cầu học trò kia đó còn lấy cái 5 sen à còn nói ta thích cái to vâng thú vị thì cái 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 đứa bạn của nó trời ơi cái thằng này sao nó khờ dữ vậy ta quá khờ luôn á thôi bây giờ nó đi nó nói với đứa thứ hai nó mà tin mà tới thử đi đứa thứ hai cũng cầm 5 sen với 10 sen tới thử cho nó nó lấy cái 5 sen à rồi đứa thứ ba đứa thứ tư đứa thứ năm nguyên cả lớp đứa nào cũng không tin là cái thằng này nó khờ đến mức độ như vậy thì cứ đem tới thử tới thử xong rồi thua cái việc cái câu chuyện nó lan truyền ra gần như là cả trường luôn À, đứa nào cũng không có tin cứ đem tới thử thì thằng này nó cứ lấy 5 5 sen thôi, 10 sen trả lại. À đó. Thì thưa quý vị đến khi đến tai ông thầy giáo, ông thầy giáo mới gọi vào, ông thầy giáo mới nói à, thầy được nghe cái câu chuyện như vậy mà có thật sự là em không có biết cái điều này không vì cái kết quả học hành của học tập của em thì không có đến nỗi tệ như vậy. Thì cậu này cậu mới cứ nói rằng thưa thầy nếu như mà em lần đầu tiên mà cái bạn kia bạn tới bạn đưa cho em 5 sen với 10 sen mà em lấy 10 sen á thì bây giờ em chỉ được có 10 sen thôi. Nhưng thầy coi này, em một túi tiền luôn á, một túi tiền luôn mà cứ năm, 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 năm mà cộng lại thì bao nhiêu tiền đây? À đó, thì thú vị từ cái câu chuyện này khi đó thì mọi người mới ngửa ra là à cái cậu này cậu giả khờ. Đó, chứ không phải rằng là cậu không biết, nhưng mà trong cuộc sống, à, bây giờ cái áp dụng cái cái này vào trong cuộc sống, thú vị người ta vẫn thường nói rằng cái đứa khôn mà nó giả dài á, rất là nguy hiểm đáng sợ còn cái đứa dài mà nó giả khôn á, chúng ta không sợ lắm phải không thưa quý vị vâng thưa quý vị thành ra trong rất nhiều cuộc họp cuộc meeting bất cứ cái gì cái người khôn á, họ nghe nhiều họ nói ít bắt à, khi nào mà họ là người chủ tòa bắt buộc họ phải nói thì họ phải nói nhiều thôi cho không thể làm tin vì họ là chủ tòa phải không ạ? nhưng mà bình thường trong một cái cuộc họp á, cái người khôn họ nghe nhiều họ nói ít có thể nói vì nói nhiều đôi khi nó sai À, nói nhiều thì, là, sinh ra là có thể chúng ta nói sai trong à, khi ra tòa cũng vậy thưa quý vị hỏi câu nào trả lời câu đó người ta hạn chế cái vấn đề mình nói thêm nói nhiều nói ra ngoài là đào đừng người ta có cái cơ hội để người ta đào 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 thêm vào thông tư vị đó thành ra cái vấn đề cái câu chốt lại ở đây là người ta vẫn thường nói rằng là thưa quý vị cái người khôn mà giả dại là chúng ta rất là ngán mà đáng nguy hiểm còn cái người dài mà giả khôn á thưa quý vị, chúng ta không sợ lắm. Vâng, và, và có những lúc chúng ta giả đò khờ khờ như vậy đó người ta vẫn thường nói là um, khù khù vác cái lu mà chạy đó thưa quý vị, cái đó cũng là một cái mà trong cuộc sống chúng ta đôi khi cũng phải áp dụng đó thưa quý vị. Rồi thì thưa quý vị um, có một cái câu chuyện thứ ba là người ta nói rằng á uh, là một ngày chúng ta làm một cái việc thiền á uh, thì nếu như cái may mắn nó không đến thì hòa nó cũng tránh xa. À, quý vị nhớ nha, cái câu chuyện từ đề là một ngày làm một cái việc thiền thôi, là ít nhất là một việc thiền thôi. thì cái may mắn nó không tới thì cái hòa nó cũng tránh xa. thì cái ông này buổi sáng đó ông dậy ông uống cà phê để ông đi làm, à, thưa vị ở Mỹ đây nè, xong rồi thì ông đang uống cà phê thì ông mới vô tình ông cầm cái tờ báo, ông đọc thì ông thấy có cái câu châm ngôn như vậy đó trên tờ báo thì à, bắt đầu ông ngẫm nghĩ chút xíu, xong rồi ông nói à cái này cũng hay nha, một ngày mà mình làm một cái việc thiền như vậy thì có thể là nếu mà không được may mắn thì thôi thì hòa nó cũng tránh xa. thì à, cái câu nó nó cứ nằm trong đầu ông, ông bước ra xe ông đi làm, tôi vì ông ra xe trên đường lái xe, ông vừa mới ra cái đoàn bên trong chưa ra highway thì có một cái cầu kia, cầu lái xe cũng trẻ thôi thưa quý vị, người người ngoại quốc, à, chúng tôi xin giấu quý vị là chúng tôi không nói về chủng tộc màu da. Người ngoại quốc thì thông thường ông cái người đó người ta không biết vì cái vấn đề gia đình à, vợ con đang cãi vã hay là bất cứ cái chuyện gì là 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 ở gia đình là bị bức xúc hay sao đó, lái xe rất là ngang tàng. Thưa quý vị, ông đang lái như vậy lách cái rầm vô ngay trước mặt xe của ông luôn thì ông nói thông thường là ông bọc còi lớn lắm á chuyện đó nếu mà xảy ra trước đây nếu mà sáng đó ông không nghe cái câu chuyện này đó thưa quý vị ông sẽ bọc còi tí 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 rồi thưa quý vị nhưng ông vừa mới nghe cái câu chuyện này vừa mới trong nhà bước ra thì thành đó ông thôi tha cho nó đi có thể ông nó có thể thằng này nó vừa mới gây gỗ với vợ nó hay sao đó hay là cái chuyện gì đó ông tha ông bọc thì cái cầu này vừa mới lách qua trước mặt xe ông một cái á thì lách ngược ra lại chạy tới một khúc nữa lách tiếp vô chiếc xe của một người nào đó thì gặp cái người kia bọc bọc pi 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 có nghĩa là có vẻ là rất là tức giận cái cậu này chuyện gì xảy ra quý vị cậu thắng xe lại bước ra khỏi xe lấy khẩu súng bắn đột một cái cái cậu cái chết liền tại chỗ cái người mà bọc còi chết liền đó thì ông này ông út cha trời ơi công nhìn là trời đất ông bà tổ tiên ai đây mà mới phù hộ cho ông á mà ông vừa mới đọc được cái bài báo này trong lúc uống cà phê buổi sáng để đi làm chứ còn nếu không thôi ấy, mà cái chuyện xảy ra này mà ông không đọc được cái này mà ông bọc còi là cái bàn của ông thay thế cái màn của cậu kia rồi đó thưa quý vị vì 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 cái, cái khi mà cái người kia đó nó bị điên nó bị một nó bị thần kinh hai là nó mới gây gỗ với vợ chồng con cái gì mình không biết nhưng mà nó đang trong đầu nó đang là bực mình quá mà nó lái xe nó không không được bình tĩnh mà mình đem bọc còi bọc đồ nó nữa đổ thêm dầu vào nó nó đứng xuống nó lấy súng nó nã liền tại chỗ cái người kia chết ngay tại chỗ thưa quý vị ông nói đáng lẽ là nếu như mà ông bọc còi là trước đây là ông xong rồi đó thưa quý vị đó là cái câu chuyện quý vị thấy là câu chuyện thứ ba nó nếu quý vị áp dụng vào hàng ngày của quý vị thì, thì, tôi nghĩ rằng cái hòa nó sẽ tránh xa thưa quý vị tất nhiên những câu chuyện tôi kể quý vị khó chứ không phải không cho đó tôi bản thân tôi tôi vẫn nghe đi nghe lại bất cứ có khi nào mà thưa quý vị có một cái cơ hội tôi vẫn lên tôi vẫn nghe tôi vẫn tìm đọc những cái câu nói của những bậc tiền nhân những cái bài học kinh nghiệm trong đời sống tôi vẫn nghe thường xuyên thưa quý vị đây chỉ qua là tôi chia sẻ cho quý vị thôi à, vâng vì tôi lỡ ra mà quý vị chưa có một cái cơ hội nào để quý vị nghe những câu chuyện này thì có chăng nó sẽ giúp cho quý vị trong cái cuộc sống hàng ngày à, thưa quý vị có một cái câu chuyện thứ tư là thưa quý vị ở một cái trường đại học nọ thì à, hàng năm người ta tổ chức thi hoa hậu đó thưa quý vị à, thì à, có một cái cô à, thưa quý vị cô này thì không có phải là đẹp à, là hoa khôi à, nghiêng nước nghiêng thành gì cả nhưng mà à, cô lại quen rất là nhiều vì cái tính tình vui vẻ cho đó cô quen rất là nhiều bạn bè trong cái trường đó thì à, bữa đó tổ chức đi thi thì cô cũng ghi danh đi thi ừ, cô ghi danh đi thi thì mọi người cũng rất là ngạc nhiên vì sao cái cô này cô không có đẹp mà là cô lại tự tin một cước một cách là quá đáng như vậy à, tự tin quá thì ai cũng nghĩ là cô là đi thi là giống như làm gà đá thôi chứ ai mà bình cho cổ nhưng chuyện đã thay đổi à, thưa quý vị cô mới cô mới đi vận động hành lang cho tất cả những người bạn bè mà cùng đi thi với cổ hoặc là bạn bè khắp nơi cô nhiều người lắm của người đi thi cũng như không người đi thi bạn bè trong trường cô đều có cái một cái, cái cuộc hành động vận động cô nói bây giờ nếu mà các bạn bỏ cho tôi đó bầu cho tôi là hoa khôi của trường đó thì một cái lời của các bạn là khi nào các bạn ra trường đó bắt các bạn ai cũng sẽ lập gia đình với không thì các bạn sẽ nói với chồng của các bạn rằng là anh có biết không khi mà sinh viên đại học đó, em còn đẹp hơn cả hoa khôi của trường đại học nữa đấy đấy thì thưa quý vị thấy vậy á mấy cô kia có lý quá bây giờ nếu mà mình bỏ cho nó đó thì sau này mình ra mình có cớ để mình nói với người yêu của mình mình có cớ để mình nói với chồng của mình là mình đẹp hơn cái người hoa khôi của trường đại học mà à, thưa quý vị thành ra bữa thi đó bầu cử hoa khôi gì đó cô ta được lên được bầu lên làm hoa khôi mà trong cái đó cô ta không phải là người đẹp nhất à, thưa quý vị thì cái câu chuyện ở đây nó rút ra là khi mà chúng ta đưa cái quyền lời của người khác lên trên để cho người ta thấy rằng đó là cái quyền lợi của họ thì tất cả họ đều đổ về họ giúp đỡ cho chúng ta. À vâng, nếu như chúng ta đưa quyền lợi của chúng ta ra trước thì thưa quý vị, tất cả mọi người sẽ không bao giờ ủng hộ cho chúng ta. Vâng, thì trong cuộc sống hàng ngày à, chúng ta nói chuyện với con cái, đó, thân với thú vị cái cách nói chuyện với con cái quý vị cũng có thể quý vị cũng sẽ nói à ba đây cũng không phải là một người perfect đâu con. À, ba cũng làm nhiều lỗi lầm lắm, hoặc là mẹ đây hoặc là ông bà đây trước đây ông bà còn trẻ như con như vậy đó, ông bà cũng làm nhiều 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 cái lầm lỡ lắm chứ không phải là coi như ông bà là perfect đâu, nhưng mà đó là cái kinh nghiệm ông bà phải truyền cho con, con phải nghe thì nó mới nghe chứ còn nó à, ông bà là một người hoàn hảo bây giờ ông bà phải truyền đạt cho con cái này cái kia chứ chắc nó đã nghe. phong quý vị. Rồi đôi khi chúng ta thấy ở à, cái trong thương mại cũng chẳng hạn, à, trong khi làm kinh doanh đưa cái quyền lợi của người ta lên trước là tuy nhiên Tuy nhiên trong trường hợp này có những lúc chúng ta không thể làm là làm được nữa thưa quý vị Nó khó khăn vô cùng thưa quý vị Mua một cái ghế massage dùng 4 năm rưỡi 4 năm rưỡi mà nó hết cái warranty một năm rưỡi rồi mà giờ vẫn bắt Luraco phải sơ vị à, Phải sơ vị chứ không thôi là chúng tôi sẽ làm cái này Chúng tôi sẽ làm cái kia Chúng tôi sẽ đăng bên này, đăng báo, đăng đồ Thưa quý vị Dùng cái ghế massage 4 năm rưỡi mà đã hết warranty một năm rưỡi rồi mà nói là mới hết có năm rưỡi à mới hết warranty có năm rưỡi à quý vị trời cái câu đó từ đâu ra vậy trời nếu quý vị tới một cái cơ quan của ông mỹ chiếc xe cái tivi cái laptop cái điện thoại mà mết hết warranty từ hôm qua mà hôm nay quý vị đem tới rồi là nó nói thưa ông thưa bà là hôm qua là xong rồi hết rồi hôm nay là một ngày mới là ông bà phải trả chừng này tiền phải chừng cái tiền nhưng mà khi tới cô thì mới hết warranty năm rưỡi à tức làm sao mà mà bắt chúng tôi phải service free Trời ơi nó thú vị đó cho chúng tôi vào những cái mà nó quá khó khăn rồi còn ngoài ra những cái những tất cả những cái trick, những cái cái mà gian tham cả xảo quyệt từ đâu bên Việt Nam mà đưa qua như thế nào tôi không biết xin lỗi đây tôi không nói là nhưng mà chúng tôi thương vị khổ sở vô cùng thương vị cái cái này là cái cái mà chúng tôi khó khăn nhất này cái bài học này thưa quý vị là tôi phải đối đầu hàng ngày phải đối đầu hàng ngày cái câu cái câu chuyện và cái sự áp dụng này đối đầu hàng ngày nhưng mà thú vị đôi khi làm không nổi thưa quý vị vâng thì quý vị không được chừng nào hay chừng đó nha nhưng mà thôi cứ áp dụng đi thì được một hoặc hai cũng còn hơn là không được cái nào phải không? thú vị à, còn có một cái câu chuyện nữa à, quý vị nghe rằng là cái câu chuyện là câu chuyện thứ năm thì à, ngày xưa có một vị vua nọ thưa quý vị là vua một lần là vua đi ra ngoài để mà đi à, À, thưa quý vị, à, đi tham quan bên ngoài đó, đi thăm dân chúng đó thưa quý vị, từ trong kinh thành đi ra. thì quý vị, trong kinh thành thì quý vị thấy là à, nhung, gấm, lùa, là, rồi đường thì hoa, cỏ, rồi mượt mà, đôi khi tán vàng nữa, nữa. Nhưng mà khi ra ngoài thành đó thưa quý vị, thì ngày xưa cái vấn đề mà giáp tông, giáp lào hoặc là dài giáp đâu có đâu. Thưa quý vị, do đó là vua đi ra, thì vua đi một đoàn thôi thì bị bong chân thưa quý vị, vì đi trên đường đất đó, thưa quý vị, sỏi, đá đã bong thì uh, vua mới về thì uh, vua mới uh, cho uh, ra lệnh là từ nay tất cả con đường nào mà vua chuẩn bị đi đó là phải lấy da bò hay da ngựa hay da trâu lót lên trên cái đường đó để cho vua đi chứ còn vua đi giữa danh đất như vậy á là thưa quý vị nó sẽ bị bong chân của vua, bị phỏng chân uh, thì, thưa quý vị có một người à ở trong triều đình thì à, người này là thì thú vị có câu chuyện thì nói người này chỉ là một cái người hầu thôi nhưng mà tôi đọc một cái, cái, cái chỗ khác thì nói đây là một quan đài thần thú vị thì không biết là ai người thì câu chuyện vì tôi đọc nhiều thú vị người thì nói là quan đài thần người ta nói là người hầu thì thú vị đề lên tâu bệ hạ à, tại sao bệ hạ không có lấy một cái miếng da bệ hạ cắt đi làm cái bằng cái, 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 cái bàn chân của bệ hạ và chúng ta lấy cái miếng da đó chúng ta buộc vào cái chân của bề hà thì bề hà đi ra như vậy đó thì nó vừa đổ là nó cũng cái chân nó cũng không bị bóng à, vì sỏi thì nó nằm dưới da rồi mà không phải tốn trâu tốn bò tốn ngựa rồi tốn công sức của người dân nữa thưa bề hà thì ông bề hà nó ông thấy ờ à, hay quá cái ý tưởng này quá hay à, mà nó nó đỡ khổ cho dân À, vì thú vị vua mà mà đi ra ngoài để mà à, thăm dân rồi như vậy thì ông vua này cũng có tâm lòng nhưng mà khi đó ông nghe nói như vậy ông là đúng rồi. Làm như vậy thì thôi các ngươi hãy ra lấy uh, da bò hay là da da, da trâu gì đó cắt cho tôi, chắc cho ta những cái miếng mà bằng cái bàn chân của ta. Mỗi lần ta đi ta sẽ buộc cái miếng da đó dưới lòng bàn chân ta đi. Thay vì là nhân dân phải chỗ nào ta bước tới phải trải da bò, da trâu, da ngựa. Quá hay phải không thú vị? Đó, quá hay. Bây giờ cái câu chuyện đó là như thế nào? thì cái câu chuyện đó để người ta nói rằng là thay đổi chính mình thay vì thay đổi người khác à cái câu chuyện nó như vậy đó thưa quý vị vì quý vị biết là đôi khi chúng ta phải thay đổi chính mình để nó phù hợp với môi trường à, phù hợp với một cái xã hội phù hợp với một cái gia đình phù hợp với một cái tổ chức đó thưa quý vị vì chúng ta tôi thấy rằng rất là nhiều người không có thuộc được cái bài này vào người ta nói là nhập gia tùy tục thưa quý vị, bước vào một cái tổ chức nào từ tự nhiên là cương cương lên rồi có nhiều người đôi khi làm CEO hoặc là làm giám đốc hoặc là manager của một cái công ty khác, bây giờ bước vào cái công ty này cái là vỗ ngực ta là CEO của công ty kia, ta là manager công ty kia mà chưa có chiều để hòa đồng vào trong một cái cái tổ chức uh, mới này thì thưa quý vị, văn liền, văn liền, thưa quý vị, văn liền, nhớ nha quý vị ha. Từ ông tướng cho tới bất cứ người nào thú vị người ta có uh, linh cũ uh, uh, linh mới phải hầu linh cũ rồi là vô trong trại tù tôi nghe những câu chuyện là uh, tù nhân mới phải phục vụ tù nhân cũ rồi ví dụ như vậy mặc dù tù nhân mới là cao đẳng hơn tức là có là ghê gớm hơn uh, là dữ dằn hơn đại ca hơn đàn anh hơn nhưng vẫn phải phục tùng cái người 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 người, 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 người cũ. thưa vị đó là cái điều là chúng ta nếu người khôn á, là người ta sẽ ok không sao cả không sao cả tôi mặc dù tôi có mấy chục năm kinh nghiệm lãnh đạo của một cái công ty rất là lớn ở bên kia nhưng mà khi vô đây đó tôi mới các anh cứ chỉ cho tôi à, tôi còn học hỏi nhiều lắm thưa vị tôi còn học hỏi nhiều lắm các anh cứ vui lòng chỉ cho tôi thì người ta sẽ thương yêu người ta sẽ chỉ cho mình hết còn nếu mình cứ nói tôi đây biết hết rồi không cần thì thưa quý vị là sẽ văng ra liền thưa quý vị thì những cái câu chuyện đó những cái bài học đó thưa quý vị chúng tôi chia sẻ ở đây à, quý vị thấy rằng à, nếu mà à, áp dụng được thì cố gắng nha tôi không có tôi không phải thành thánh tôi cũng là con người cũng hỷ nổ ái ố tham sân si suốt ngày suốt đêm thưa quý vị khó khăn lắm vô cùng nhưng dù sao biết được những cái điều này tôi áp dụng và tôi sực nhớ ra tôi và áp dụng thì cũng đỡ lắm thưa quý vị do đó tôi muốn chia sẻ với quý vị để có chăng chúng ta à, cùng nhau học hỏi đó thưa quý vị à tôi biết cái điều đó là khó tôi đã thưa với quý vị là không phải dễ đâu nha quý vị đừng có ném đá tôi đừng có ném đá tôi à nó cái cái cái, cái tay này à, dài 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 kia thưa quý vị không 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 xin lỗi quý vị à, thấy tốt quý vị hãy share cho mọi người hãy chuyển đi bỏ lên facebook yahoo google gì đó quý vị cứ share cho mọi người có chăng một người nào đó một ngày nào đó cũng giống như một cái ông mà uống cà phê trước khi đi làm đó thưa quý vị nghe được cái cái này ông ra ông bình tĩnh ông không bấm còi người ta thì người ta sẽ bỏ qua cho ông ta Và ví dụ như vậy đó là mấy câu chuyện thưa quý vị đó là, là câu chuyện có thật tôi là có thật thưa quý vị ở Mỹ à, chứ không phải là chúng tôi dừng lên cá nhưng mà cái điều biết chăng một người nào đó nghe được cái câu chuyện này xem được cái video này mà người ta không bị thiệt màng chẳng hạn thưa quý vị đó là cái điều chúng ta uh, là là, là uh, tôi thấy tôi nên chia sẻ quý vị thích thì quý vị uh, surprise quý vị like quý vị share cho bạn bè. Vâng, một lần nữa thì tôi hy vọng rằng cái câu chuyện đến đây là nó vui không phải của tôi, tôi học hỏi, tôi uh, tôi thấy nên chia sẻ cho quý vị để chúng ta có thể áp dụng được thì trong cuộc sống thì tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.